Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị liên quan. So với kết luận điều tra lần đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tăng từ 15 lên 17 bị can. Ngoài nhóm bị can cũ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu tư và công ty NSG, nhà thầu, hai bị can mới là Trần Phú Hưng, cựu phó tổng giám đốc công ty thẩm định giá AIC, và Nguyễn Anh Tuấn, cựu thẩm định viên công ty thẩm định giá AIC. Đặc biệt, có 4 bị can bị đề nghị truy tố thêm tội danh thứ hai. Trong đó, cựu chủ tịch công ty NSG, bà Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc tội đưa hối lộ. Bà Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, ông Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính và ông Hà Huy Long, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cùng bị cáo buộc về tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh là chủ đầu tư 6 dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Do có mối quan hệ từ trước với Bảo Oanh, nên công ty của bà Nga đã trúng 6 gói thầu có tổng giá trị 636 tỷ đồng, từ đó nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước và che giấu lợi nhuận thực tế. Sau khi trúng thầu, vào các dịp cuối năm, bà Nga đã 4 lần đưa hối lộ tổng cộng hơn 30 tỷ đồng gồm Bảo Oanh là 14 tỷ đồng và chi quà cho ông Ngô Vui là 14,8 tỷ đồng, ông Hà Huy Long 1,855 tỷ đồng